Kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng NHITAI buổi lễ, ông Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, dấu mốc đầu tiên và là tiền đề, xuất phát điểm của báo là cuối năm 1998, lãnh đạo ban tư tưởng, văn hóa và ban khoa giáo trung ương trước đây quyết định cho xây dựng đề án website tư tưởng văn hóa và khoa giáo, dấu mốc thứ hai là từ đầu năm 1999 trên cơ sở thành công và hiệu quả hoạt động của website tư tưởng văn hóa và khoa giáo, được phép của Bộ Chính trị, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương phối hợp với Ban Khoa giáo Trung ương xây dựng đề án website Đảng Cộng sản Việt Nam, và ngày 31 tháng 1 năm 2000, Bộ Chính trị đồng ý cho phép bấm nút hòa mạng website Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng Internet. Dấu mốc thứ ba là năm 2005, Bộ Văn hóa, Thông tin cấp giấy phép hoạt động báo điện tử, thay tên. Website Đảng Cộng sản Việt Nam bằng tên gọi chính thức Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, dấu mốc thứ tư là từ năm 2017 đến nay là giai đoạn báo bắt đầu triển khai kết luận số 26, kết luận trên Trung ương ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định số 362 trên QDTTG Ngày mùng 3 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, hàng ngày, báo đăng tải trên 200 tin, bài phản ánh phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, đời sống văn hóa, xã hội của đất nước, phản ánh và thể hiện rõ quan điểm của Đảng trước những vấn đề quan trọng, những vấn đề nóng được xã hội quan tâm trên các chuyên mục, chuyên trang như bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiêu điểm xây dựng đảng nói hay đừng cùng bàn luận và nóng trong ngày cũng theo tổng biên tập báo điện tử đảng cộng sản việt nam trần doãn tiến trong trạng đường hai thập kỷ xây dựng và phát triển báo điện tử đảng cộng sản việt nam luôn thực hiện và phát huy tốt vai trò của một cơ quan báo chí của trung ương dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban tuyên giáo trung ương và sự phối hợp giúp đỡ của các ban bộ ngành trung ương của các tỉnh thành ủy tập thể lãnh đạo công chức viên chức Người lao động báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, khẳng định vị thế, vai trò trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Có thể khẳng định, trong những chặng đường đã qua, dù gian khó, thậm chí có cả những áp lực, thách thức, song những người làm báo Đảng luôn luôn kiên trì, giữ vững tôn chỉ mục đích là tiếng nói của Đảng, nhà nước và nhân dân trên mạng internet. Thông tin trên báo đã cơ bản trở thành dòng chủ lưu, khẳng định vai trò chủ lực, thể hiện rõ quan điểm của Đảng trước những vấn đề quan trọng được xã hội quan tâm, góp phần dẫn dắt, chi phối, định hướng thông tin trên mạng Internet. Minh chứng rõ nét nhất là lượng truy cập vào báo có bước đột phá, đạt mức bình quân 2,5 3 triệu lượt người trên ngày, có thời điểm đạt mức gần 4 triệu lượt truy cập trên ngày. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Mạnh Hùng Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương chúc mừng và biểu dương những kết quả toàn diện mà báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được trên chặng đường phát triển trong hai thập kỷ qua. Ông Hùng nhấn mạnh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động đến nhiều ngành nghề, báo chí cũng không đứng ngoài cuộc trong xu thế hội nhập mạnh mẽ, sự phát triển công nghệ truyền thông mới, đặc biệt là sức ép cạnh tranh thông tin từ truyền thông xã hội vừa tạo ra thách thức, vừa tạo cơ hội, động lực cho những người làm báo Việt Nam với tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương đề nghị báo điện tử đảng cộng sản việt nam triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục bám sát tôn trì mục đích chức năng nhiệm vụ của báo là tiếng nói của đảng nhà nước và nhân dân việt nam trên mạng internet cung cấp kịp thời các thông tin về chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tới mọi đối tượng bạn đọc trong nước và quốc tế bảo đảm tính định hướng chính thống trung thực của thông tin thực hiện tốt vai trò là diễn đàn của nhân dân truyền tải kịp thời tâm tư nguyện vọng ý kiến chính đáng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đến với đảng và nhà nước cùng với đó là quyết tâm nỗ lực cao nghiên cứu đổi mới về nội dung và hình thức các ấn phẩm để có nhiều tác phẩm báo chí đạt tầm cao của lý tưởng chiều sâu của nhận thức chiều rộng của văn hóa và thường xuyên phân tích sâu định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm qua đó ngày càng khẳng định vai trò chủ lực thông tin của một tờ báo đảng trên mạng internet góp phần thực hiện tốt phương châm của công tác tuyên giáo đi trước mở đường chú trọng xây dựng báo điện tử đảng cộng sản việt nam trở thành cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện phù hợp với xu thế của báo điện tử hiện đại đầu tư nghiên cứu nâng cấp hạ tầng kỹ thuật theo hướng mở để có thể tích hợp nhiều ứng dụng tiện ích làm nền tảng phát triển lâu dài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư